ô tô chờ đèn đỏ bị xe container chèn từ phía sau, 3 người chết thương tâm. Chào mừng quý vị đã quay lại kênh, kính chúc quý vị ngày mới vui vẻ, tràn đầy sinh lực và sau đây là phần cập nhật tin tức trong ngày. Chiếc xe ô tô con đang dừng tại đèn đỏ bất ngờ bị chiếc xe container phía sau lao tới chèn lên xe ô tô khiến 3 người tử vong. Theo đó, vào khoảng 3 giờ 15 ngày 4 tháng 8, trên đường Nguyễn Văn Linh trước số nhà 497, Sài Đồng Long Biên Hà Nội, xe container do Tạ Quốc Túy, sinh năm 1993, ở Kim Bảng, Hà Nam, điều khiển theo hướng Châu Quỳ Cầu Chui, khi đến khu vực đèn đỏ va vào đuôi xe ô tô con. Sau cú va chạm khá mạnh, bánh xe chèn container chèn lên chiếc ô tô 4. Lúc này, trên xe có 4 người gồm Nguyễn Hoàng Dương, sinh năm 1999, Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1986, Đào Thị Nga, sinh năm 1993, cùng trú tại quận Long Biên, Hà Nội, và anh Pháp, chưa rõ nơi ở. Hậu quả, 3 người trên xe ô tô, anh Pháp, anh Hoàng, anh Dương tử vong trong xe, chị Nga bị bắn ra ngoài xe được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe ô tô con bị biến dạng hoàn toàn. Phía trước là một chiếc xe tải đang dừng đỗ, còn bánh xe container chèn đúng vào vị trí trung tâm chiếc xe không nhìn thấy biển kiểm soát. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tới hiện trường đưa người ra bên ngoài. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo cảnh sát giao thông số 5 phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội, cho biết, ngay sau xảy ra vụ tai nạn, đơn vị đã có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông thông phối hợp với công an quận Long Biên cứu người bị nạn, khám nghiệm hiện trường để tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ kênh, hãy bấm nút like, subscribe và bấm vào cái chuông để nhận nhiều video mới nhất. Xin chào tạm biệt.